Chào Phong, mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay vẫn cho phép phong cảm ơn thẩm mỹ viện can nam cali đã bảo trợ cho tạp chí quốc phòng của tnp channel quý vị nào có nhu cầu về thẩm mỹ muốn làm đẹp trở lại hoặc quý vị nào muốn sửa hư sửa xấu ở việt nam và muốn chỉnh sửa lại đẹp hơn ở bên mỹ thì quý vị có thể liên lạc với thẩm mỹ viện can nam cali qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị 714 227 5789 714-227-5789 hoặc vào cái trang email của thẩm mỹ viện Cang Nam Cali để biết thêm chi tiết đó là thẩm mỹ viện Cang Nam Cali at gmail.com một lần nữa thẩm mỹ viện Cang Nam Cali at gmail.com chữ thẩm mỹ viện viết tắt là TMV cảm ơn tất cả các khán giả và cảm ơn thẩm mỹ viện Cang Nam Cali rất là nhiều và bây giờ thì như thường lệ chúng ta vẫn bước qua cái phần đọc tin tức mỗi ngày của chúng ta Đầu tiên hết là Quỹ ban Thế vận hội quốc tế bà đã ban lệnh cấm các phụ nữ chuyển giới trong cái uh, môn thể thao gọi là Women Cricket. À, tôi tạm dịch cái chữ Cricket này tương tự như khúc côn cầu nhưng mà không phải đánh trên băng mà đây là đánh trên sân cỏ. Bản tin mới nhất cho biết thì cái uh, hội đồng khúc côn cầu trên sân cỏ ở thế giới đã lên tiếng và có một cái uh, lệnh mới và quy tắc mới ban lệnh cấm các phụ nữ chuyển giới tham gia vào các cái cuộc tranh tài này đây được xem là hệ thống đầu tiên đã loan báo bất kỳ một người cầu thủ nào hoặc là một thể thao gia nào mà là một phụ nữ chuyển giới thì không được phép tham gia vào cái cuộc tranh tài của phụ nữ dành cho môn cái môn cricket tức là môn khúc cung cầu đánh trên cỏ và lãnh đạo của cơ quan icc tức là Geoff alansis đã lên tiếng và nói rằng đây được xem là một trong những cái tính chất giữ cho sự công bằng của các cuộc tranh tài và việc mà thay đổi giới tính này là kết quả để có thể sẽ gây ra tình trạng gọi là mất quân bình và thiếu công bằng trong việc sử dụng các bộ môn khoa học để mà chỉnh sửa cơ thể rồi tham gia vào vấn đề này thì nó không tạo ra được sự công bằng. Đây được xem là một trong những quyết định mới nhất của Quỹ hội Olympic Quốc tế và cái cơ quan và cái tổ chức gọi là International Cricket Council, tức là một cái uh, hội đồng về môn uh, khúc côn cầu đánh trên cỏ thế giới đã quyết định đưa ra một cái uh, phán quyết như trên. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, tòa bạch ốc chưa biết là Iran có thể đã giúp cho nga cắt hỏa tiện đạn đạo để sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine. Bản tin mới nhất cho biết tòa bạch ốc trong ngày thứ ba lên tiếng cho biết rằng Iran có thể đã duyệt xét việc cung cấp cho nga các hỏa tiễn đạn đạo để sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine. Bởi vì Nga, phía, phía Iran đã cho thấy là họ đã có cái loại hỏa tiễn có tên là Abitbil và fateh 110 loại hỏa tiễn này. <laughs> và đã khoe ra sau khi mà Bộ trưởng Quốc phòng của Nga là ông Sergei Shugu trong lúc mà ông ta viếng thăm hội tháng 9. Chúng tôi rất, rất lo ngại là Iran đang duyệt xét việc cung cấp cho Nga loại hỏa tiễn đạn đạo này để sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine. Phát công viên của Hội đồng An ninh Quốc gia đã lên tiếng cho biết như trên theo tường trình của tàu Wall Street Journal và ông John Kirby cho biết là phía Hoa Kỳ đang quan sát tình trạng quan hệ giữa Nga và Iran, trong đó có thể sẽ có những cái hành động cần thiết để đối phó với chuyện này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, lực lượng Hoa Kỳ lại mở cuộc tấn công à, và trong đó họ nói rằng họ sẽ trả đũa tất cả những cuộc tấn công và căn cứ quân sự của họ tại Iraq. Bản tin từ Baghdad cho biết thì lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã bị tấn công và vào một cái căn cứ quân sự của họ ở phía tây Baghdad vào ngày thứ ba và ngay sau đó thì các chiến đấu cơ của Hoa Kỳ đã ngay lập tức có hành động tự vệ và tác hại ít nhất là một số số dân quân do phía nhà nước Iran hỗ trợ theo tương trình của giới chức Hoa Kỳ cho biết phi trường này có tên là Al Assad và nó đã bị tấn công trong một cái hỏa hỏa tiễn được xem là rất gần và đây là một cái hỏa tiễn đạn đạo và kết quả là 8 người bị thương và một số những cái thiệt hại nhỏ trong các hạ tầng cơ sở. Theo tường trình của ít nhất hai viên chức Hoa Kỳ cho biết, và Hoa Kỳ đã ngay lập tức cho phản ứng và sử dụng loại máy bay gọi là AC-130 và đã sẵn sàng có mặt ở trên không và trong đó đã bắn vào các cái chiếc xe của lực lượng dân quân này và một số người <laughs> đã bị thương và theo tường trình của Sabrina Sai, phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài cho biết như trên. Bà nói thêm rằng chiếc máy bay này đã phá hủy được một cái điểm nguyên thủy và bắn trúng vào tất cả các dân quân trong lúc mà họ đang tìm cách gọi là di chuyển ở trên một uh, con con lộ và đây được xem là một trong những cuộc trả đũa công khai trên lãnh thổ của Iraq trong thời gian gần đây sau khi một số các cái tròn của dân quân và hỏa tiễn đã tấn công vào lực lượng quân sự của Hoa Kỳ và bà Sai cho biết là đã có những cái hành động trước đó tuy nhiên đã đã không có loan báo trước phía Hoa Kỳ đồng thời cũng đã giới hạn việc uh, À, đối phó với tổng cộng là 66 cuộc tấn công nhắm vào lực lượng của họ tại Iraq và quốc gia láng giềng là Syria. Và lên tiếng cho biết là đây là nhóm dân quân Iraq do nhà nước Iran hỗ trợ và có 3 cuộc tấn công khác nhau ở tại Syria. Ít nhất 62 binh sĩ Hoa Kỳ đã bị tổn thương kể từ khi có các cuộc tấn công. Và các cuộc tấn công này đã bùng nổ từ ngày 17 tây tháng 10 à, và có liên hệ tới nhóm dân quân Iraq và do nhà nước Iran hỗ trợ. Và trong đó phản đối việc Hoa Kỳ hỗ trợ cho Do Thái đánh bom vào giải Gaza tiếp theo việc tấn công nhóm Hamas của Do Thái và cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu Hoa Kỳ đã được kéo dài một năm qua và dường như là đơn phương chỉ xảy ra tại Iraq và sau cái biến cố năm 2003 khi mà Hoa Kỳ lật đổ chế độ của Saddam Hussein và đến năm 2014 thì họ lại đưa quân trở lại đây để tranh để chiến đấu chống lại nhà nước hồi giáo ISIS và theo lời tuyên bố của Washington và các chương mục trên mạng xã hội đã cho thấy là nhóm Iraq dân quân này đã được hỗ trợ bởi Iran đã công bố bản statement và nói rằng họ sẽ thành lập một cái tên gọi là Islamic Resistance ở tại Iraq và trong đó các thành viên của họ đã bị thiệt mạng trong cuộc giao tranh với cuộc lực lượng lực lượng quân sự Hoa Kỳ hôm thứ ba. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất từ phía Hoa Kỳ đưa ra. Hoa Kỳ hiện đang có 900 quân trú đóng tại Syria và 2.500 quân trú đóng tại Iraq trong sứ mạng là để hỗ trợ cho các lực lượng địa phương đối phó với nhà nước hồi giáo ISIS nơi mà năm 2014 đã chiếm một phần lãnh thổ của Iraq và Syria để thành lập một đế chế hồi giáo gọi là Muslim Caliphate đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của Trung Đông ngày hôm nay cuộc chiến chống lại Hamas sẽ không dừng lại à, sau khi mà có một cái cuộc ngưng bắn đó là lời khẳng định của ông Netanyahu do Thái và Hamas trong ngày thứ thứ ba đã tiến gần tới một cái thỏa thuận tạm thời để có thể có 6 tuần lễ sau khi mà cuộc chiến diễn ra và trả tự do cho hàng chục con tin đã bị bắt giữ ở tại do thái đưa về giải gaza đổi lại việc có thể trả tự do cho một số người Palestine nằm trong nhà tù của do thái tuy nhiên thủ tướng của do thái là ông Benjamin Netanyahu đã lên tiếng khẳng định trong cái cuộc bỏ phiếu của nội các và cam kết rằng do thái sẽ tiếp tục tấn công vào hamas cho thấy khi nào cuộc chiến này chấm dứt Chúng tôi đang ở chiến tranh và chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc chiến này. Chúng tôi sẽ tiếp tục cho thấy khi nào chúng tôi đạt được cái mục tiêu của chúng tôi. Đó là lời phát biểu của ông. Nội các do Thái dự tính là sẽ bỏ phiếu trong một cái dự tính là sẽ tạm thời có một cuộc ngừng bắn tại giải Gaza vài ngày để trả tự do cho 50 con tin trong tổng số 240 con tin đã bị bắt giữ bởi Hamas. Và do Thái cam kết sẽ tiếp tục cuộc chiến này cho tới khi nào họ phá hủy hoàn toàn lực lượng dân quân Kha của Hamas và khả năng của họ và trả lại tất cả những con tin. Phía Hamas, thông qua chính quyền của Qatar, cho biết là sẽ trả tự do cho con tin trong vài giờ tới. Và ông Netanyahu đã lên tiếng và nói rằng nội cáo của ông đang đối diện với một quyết định khó khăn. Tuy nhiên, việc mà ủng hộ cho việc ngưng bắn tạm thời này là điều cần thiết và ông lên tiếng cho biết là nó đủ để hỗ trợ cho các chi luật. Tuy nhiên, bất chấp sự phản đối của thành phần gọi là à, phản đối một số bộ trưởng thuộc cà phê cứng rắn và ông nói rằng đây là một cái điều nhượng bộ. Tuy nhiên sự nhượng bộ này sẽ không phải là việc chấm dứt tấn công Hamas và vẫn sẽ tiếp tục tiêu diệt Hamas cho tới khi nào đạt được mục tiêu. Đây được xem là một trong những lời khẳng định mới nhất của Thủ tướng Do Thái ông Benjamin Netanyahu sau khi mà phía Hamas, Do Thái, Hoa Kỳ và Qatar đồng ý trả tự do cho khoảng 50 con tin và đổi lại 4 ngày ngưng bắn hoặc mỗi một ngày là 6 giờ ngưng bắn để tạo ra một hành lang nhân đạo. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Đông ngày hôm nay. <laughs> và cũng liên quan tới Do Thái và chủ nghĩa bài Do Thái, một cái hiệp hội của sinh viên gốc Do Thái ở tại New York đã cắt đứt mối quan hệ với trường học của họ sau khi họ nói rằng trường học này đã không kềm chế được cái chủ nghĩa bài Do Thái từ cái người hiệu trưởng của trường. Bản tin mới nhất cho biết thì tổ chức này có tên là NYU Alumni Club of Israel tức là tổ chức các cựu sinh viên Do Thái ở tại trường học này nơi có khoảng 2.000 thành viên đã lên tiếng chỉ trích trường đại học NYU tức là New York University người hiệu trưởng của trường này là Linda Mills và nói với lại người chủ tịch quản trị của trường này là Ivan Chesler là họ đã không làm đủ vai trò để ngăn chặn tình trạng chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường học trong lá thư được đưa ra thì nhóm này cho biết là các sinh viên do thái tại khuôn viên trường học nyu đã trở thành một cái mục tiêu của chủ nghĩa bài do thái bạo động bởi những người ủng hộ và những sinh viên ủng hộ cho hamas và trong đó gần như là đã họ đã à, chọn một cái thái độ thù địch đặc biệt là trong cái thư viện có tên là boss library trưa hồi đầu tháng này khi mà họ tìm cách gọi là à, tìm cách à, tấn công những người do, do thái và nói rằng hitler đã đúng và phải tiêu diệt Do Thái. Đây được xem là một trong những cái hành động mà hiệu trưởng trường này đã bất lực và không làm được chuyện gì. Hiệu trưởng trường này lên tiếng và nói rằng trong cuộc họp với lại tất cả các thành viên của tổ chức Hiệp hội sinh viên người Do Thái và bà nói rằng đây là một trong những bước khó khăn và cần phải có một cái giải pháp ôn hòa làm cách nào đó để tránh tình trạng này. Tuy nhiên thì phía lực lượng sinh viên này cho biết họ sẽ cắt đứt toàn toàn bộ quan hệ cho tới khi nào trường này lên án hành động của Hamas và chấm dứt tình trạng mà dung dưỡng cho chủ nghĩa bài do Thái đã lan rộng trong trường học. Đây được xem là một trong những quyết định mới nhất của một tổ chức sinh viên do Thái, khoảng 2.000 thành viên ở tại đây và đã họ là những cựu sinh viên của trường đại học New York. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay một tòa án liên bang đã bác bỏ cái luật về vũ khí của tiểu bang Maryland. Bản tin mới nhất cho biết một tòa kháng án ở tại À, Maryland đã đưa ra một cái phán quyết ủng hộ à, có có lại cho những người bảo vệ quyền à, súng đạn và trong đó nói rằng phía Maryland đã có một cái hành động à, luật lệ và được xem là vi hiến pháp và không thể thực hiện. Tòa kháng án số 4 tại đây đã đưa ra một phán quyết cho cái vấn đề gọi là à, Maryland short issue trong đó thách thức cái luật đã được thông à, đã được thông qua bởi cái à, tiểu bang này. Quyết định trên là một chiến thắng cho những nhà bảo vệ quyền lợi của việc sở hữu vũ khí trong cân bằng tỉnh sau khi mà Tối cao phí Pháp viện ở New York đã, đã quyết định tương tự như vậy sau khi mà có cuộc đụng độ giữa thành phố New York và tiểu bang New York với lại cái hiệp hội về súng trường và súng ngắn tại Hoa Kỳ. Và quyết định của tòa cao cấp đưa ra vào tháng 6 năm 2022 yêu cầu những người mà cần phải đeo súng à, thì phải có một cái môn bài đặc biệt khi mà họ nói rằng à, và nói rằng đây là hành động vi phạm vào tu chính án số 2 khi mà họ cần phải đeo vũ khí để à, tự vệ và vốn đã được thông qua từ năm 2016 thì cái à, việc mà cái luật gọi là à, có thể à, đủ điều kiện để đeo súng của Maryland à, là những người nào muốn đeo đeo súng và muốn có cái súng ngắn trong người thì phải có một cái môn bài đặc biệt tuy nhiên thì tòa kháng án à, số 4 cho biết là việc giới hạn của tiểu bang Maryland đã ảnh hưởng tới cái tu chính án số 2 và đây là một cái hành động vi hiến và luật này không thể được áp dụng. Đây được xem là một trong những chiến thắng của những người bảo vệ về tu chính án số 2, không để cho những cái tiểu bang tự ý ra luật để mà giới hạn quyền uh, sở hữu vũ khí của người dân. Đây được xem là một trong những cái chiến thắng của các tổ chức bảo vệ cho quyền tu chính án số 2. <laughs> cùng một lượt thì một bản báo cáo mới nhất cho biết là tổ chức cực tả có tên là new sky đã bắt đầu có những mối quan hệ với những công ty về sản xuất dược và nhận ngân quỹ của những công ty này để thực hiện tiến trình của họ trong một bản báo cáo mới nhất thì tờ báo washington times cho thấy chi tiết của một tổ chức giám sát có tên gọi là new sky đã có mối quan hệ rất gần gũi với lại các công ty về dược tức là big pharma cùng với lại một số những tổ chức quan sát về truyền thông trong đó đã bị chia, đã dập tắt tất cả những lời chỉ trích liên quan tới thuốc chủng ngừa và những chính sách về việc đối phó với Covid. Tôi nghĩ rằng đã có những cái hành động từ những tổ chức này và họ xem tất cả những người này là kẻ thù đó là lời phát biểu của một à, tổng biên tập của uh, tờ báo gọi là daily spastic à, có tên gọi là thoát dân đã nói với tờ washington times và lời phát biểu của ông dân đã bị à, mục tiêu tấn công bởi nilga và trong đó hầu như là ông đã chỉ trích rất nhiều cái chính sách về covid cũng như là việc đặt câu hỏi về thuốc chủng ngừa và cái cách mà buộc phải chích chủng ngừa và nay thì ông dân cho biết là ông đã À, phát hiện ra có 6 triệu Mỹ Kim đã được cung cấp bởi à, các công ty dược và các công ty này đã chi tiền cho Newgar để định hướng các công ty truyền thông là không thể chống lại các loại vaccine, trong đó bao gồm luôn cả công ty Pfizer, theo tường trình của tàu Washington Times cho biết. Và Newgar đã được sáng lập từ năm 2018 bởi Stephen Brill được xem là một nhà hoạt động của đảng Dân Chủ và là một nhà quyên góp của đảng Dân Chủ. Và trong đó thì à, bài phân tích của Media Research cho thấy là Newgar đã tìm cách gọi là bức hại tất cả những cái tiếng nói bảo thủ và những cơ quan truyền thông bảo thủ đồng thời là kích động các công ty truyền thông xã hội bịt miệng tất cả những ai đặt câu hỏi về thuốc chủng ngừa trong đó họ đã nhận 6 triệu mỹ kim của công ty Pfizer trong khi nhà tỷ phú Elon Musk là ông chủ của cái trang platform X thì thường xuyên là trở thành nạn nhân của Newga và trong đó rõ ràng Newga vốn là một cái tổ chức giám sát truyền thông tuy nhiên tổ chức này dường như là dùng để một cái công cụ báo cáo về tất cả những cái uh, quan điểm của cánh hữu và gán nhãn cho cánh hữu là không tin tưởng được và yêu cầu các công ty quảng cáo phải tránh xa những cơ quan truyền thông cánh hữu. Đây được xem là một trong những uh, tổ chức cực tả và tổ chức này thường xuyên gán nhãn cho tất cả những cơ quan truyền thông nào mà có khuynh hướng ngược lại với các công ty sản xuất dược hoặc là có cái ý tưởng ngược lại với các khuynh hướng về cực tả ở tại Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, các thành viên của đảng Cộng Hòa tại Hạ viện cho biết là tiến trình đàn hạch với lại ông Joe Biden đã gần xong. Bản tin mới nhất cho biết thì các thành viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa tại Hạ viện nói rằng tiến trình đàn hạch với ông Joe Biden có thể sẽ có kết luận vào cuối năm nay với cái việc mà thẩm vấn với Hunter Biden và sẽ quyết định xem là có đưa ra trên sàn Hạ viện để quyết định đà gạch hay không. Chúng tôi sẽ hoàn tất à, tất cả các cuộc thẩm vấn vào trước cuối năm này và chúng tôi sẽ quyết định là có nên hay không nên. Đó là lời phát biểu của ông chủ tịch của Ủy ban Tư pháp tại Hạ viện là Jim Jordan đã nói với tập Politico vào ngày thứ ba. Hunter Biden, con trai của ông Tổng thống Joe Biden, hiện đã nhận được trác của quỹ ban này và dự tính sẽ có vài tuần nữa là sẽ ra điều trần trước cái quỹ ban của Hạ viện. Chúng tôi hiểu rằng à, quý vị có thể tiến tới trong cái cuộc bầu cử và có rất nhiều tình trạng đã bị chính tiện hóa. Chủ tịch của à, một trong những thành viên của cái quỹ ban này là Ben Cly của Đảng Cộng hòa tại Virginia nói với tập Politico và đó là lý do tại sao rất quan trọng cho chúng ta phải có cái hành động sớm hơn hoặc là trễ hơn. Và đây được xem là một cái tiến trình cần thiết và trong đó họ nói rằng sẽ có 15 cuộc thẩm vấn từ đây cho tới cuối năm và đây là một cái cuộc chiến về chính trị kể cả Đảng Cộng hòa trong đó bao gồm cả việc mà đưa ra cái uh, tình trạng đàn hạch và trong đó gần như đã bắt đầu kéo thêm được một số những người trung hữu trong Đảng Cộng hòa, họ lo ngại rằng việc đàn hạch Joe Biden có thể sẽ ảnh hưởng tới kết quả bầu cử năm 2024. Bất kỳ một cuộc đàn hạch nào đưa Joe Biden và ông ta ra trước ánh sáng đều có thể gây ra một cái kết quả chia rẽ. Một số nhà lập pháp đã liên quan tới cuộc điều tra này cho biết như trên và việc uh, đàn hạch này sẽ uh, gây tổn thương cho nền chính trị. Tuy nhiên là chúng ta sẽ cảm thấy tốt hơn cho tương lai đó là một trong những lời khẳng định của các nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa trong khi đó thì bản Đảng Dân Chủ và Tòa Đốc vẫn đang tìm cách gọi là chỉ trích Đảng Cộng Hòa là đã cố tình sử dụng con trai của Joe để mà gây ảnh hưởng chính trị tới Joe trong khi đó thì phía của Đảng Dân Chủ lên tiếng và nói rằng cần phải chấm dứt cuộc đàn hạch này một cách vô lý và khi ngược lại thì Chủ tịch của Hạ Viện là ông Mike Johnson nói rằng cuộc điều tra của Đảng Cộng Hòa cho thấy là có sự ủng hộ mạnh mẽ của ông và cứ đi theo các bằng chứng và tiếp tục cái tiến trình này cho tới khi nó được hoàn tất. Đây được xem là một trong những bản kết luận mới nhất. Và như vậy thì sẽ có thêm một số những cuộc thẩm vấn, những trác hầu được gửi ra và họ sẽ hoàn tất toàn bộ cái tiến trình đàn hạch trước cuối năm nay để chuẩn bị cho một cái quyết định vào năm tới là đàn hạch với Joe Biden hay không. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. <laughs> và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay các thành viên của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã tống trác cho một công tố viên của Bộ Tư pháp, người bị cáo buộc đã cố tình che đậy cho Biden trong cuộc điều tra con trai của ông ta là Hunter Biden. Các thành viên của Đảng Cộng hòa tại Ủy ban Tư pháp của Hạ viện đã tống thêm một cái trác hầu cho một giới chức hàng đầu của Bộ Tư pháp, người đã cản trở cuộc điều tra của Hunter Biden và bị cáo buộc đã che đậy cho ông Tổng thống Joe Biden trong những câu hỏi và trong đó bao gồm luôn cả việc liên quan tới cuộc điều tra theo tương trình của đài truyền hình Fox News cho biết và theo tường trình của cái uh, trác hầu này thì người bị tống trách chính là phụ tá của Bộ trưởng Tư pháp là Leslie Wolf đã được ra lệnh, đã được lệnh là sẽ phải ra trước ủy ban vào ngày 7 tây tháng 12 lúc 10 giờ sáng giờ miền Đông để bắt đầu tham gia vào cuộc điều trần. Wolf là người đầu tiên sẽ bị giám sát vào đầu năm nay sau khi cáo buộc bởi một whistleblower của FBI, trong đó nói rằng bà ta đã giới hạn các câu hỏi và tìm cách cản trở tất cả những cái câu hỏi liên quan tới ông tổng thống và kể cả việc mà không đưa ra một cái lệnh tác để mà lục xét bởi vì bà ta e ngại sẽ có một cái cuộc điều tra khác. Đây được xem là một trong những nhân vật được xem là bảo vệ cho ông Joe ở trong cơ quan FBI. Và theo một trong những whistleblower là Gary Sharpley Jr., người đã giám sát toàn bộ cuộc điều tra của sở thuế IRS nói rằng là cuộc điều tra của Hunter Biden quyết định là bởi vì bị ảnh hưởng bởi một số người mà có liên quan tới con trai của ông tổng thống và trong đó bao gồm luôn bà bà Wolf và bà này được xem là cố tình là giới hạn tất cả những câu hỏi liên quan tới ông tổng thống Joe Biden trong lúc mà à, ông ta được xem là chữ dad tức là chữ thân phụ hoặc là chữ big guy đây được xem là một trong những cái à, chác mới nhất mà phía hạ viện của Hoa Kỳ đã đưa ra nhằm để bắt bà này phải khai ra tất cả những gì mà bà ta đã dùng lý do gì để cản trở bà ta bị cáo buộc là đã không có một cái đưa ra cái quyết định là không có một cái tội phạm đặc biệt nào để thực hiện tất cả câu hỏi với ông Jordan trong khi mà Sappley nói rằng điều này đã gây bất mãn cho cơ quan FBI và trong tháng 10 năm 2020, bà này lại tiếp tục can cản một cái lệnh lục soát vào nhà riêng của ông Hunter Biden. Và trong đó, bà ta nói rằng không cần thiết và đây là một trong những quyết định của bà ta để cản trở bên phía sở thuế và phía cơ quan FBI trong lúc mà họ mở cuộc điều tra đối với con trai của ông Tổng thống. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và để chuẩn bị cho Tổng thống Trump trở lại Tòa Bạch Ốc năm 2025, một dự án có tên là Project 2025 đang thành lập để mà bắt đầu chọn ra một cái nội các mới cho chính quyền của tổng thống đầm một khi mà ông thắng cử. Project 2025 đã được cung cấp nguồn ngân quỹ để bắt đầu có một cái uh, cuộc tuyển chọn và được thực hiện bởi một tổ chức chiến lược gọi là Heritage Foundation, một tổ chức chiến lược bảo thủ trong đó sẵn sàng để có thể uh, tìm kiếm những ứng cử viên thích hợp trong cái nội các một khi mà ông Trump thắng cử. Và điều này có thể họ dự đoán ông Trump sẽ có một cái nhiệm kỳ thứ hai. Và mục tiêu này trong đó theo tương trình của tờ Exo cho biết họ sẽ có thể thuê mướn và chọn lựa trong 54.000 những người trung thành với ông Trump và những người này có thể sẽ được thuê mướn trên tất cả các mức độ trong chính quyền của liên bang bắt đầu từ tháng Giêng năm 2025." và nó vẫn không đủ cái việc mà để cho đảng cộng hòa và bảo thủ có thể thắng được cuộc bầu cử này chúng ta phải cứu đất nước của chúng ta trong tình trạng đang bị thao túng bởi lực lượng cực tả và chúng ta cần phải có những cái nghị trình của quản lý và trong đó phải chọn đúng người vào đúng vị trí và chúng ta cần phải làm ngay từ ngày đầu tiên khi mà chúng ta đã có được một chính quyền bảo thủ đây được xem là một cái project đã dự tính là sẽ chọn những người trong nội các và kể cả những nhân vật ở trong các uh, cơ quan chính quyền liên bang và HTS Foundation cùng với uh, những giới chức của cái tội cái, cái uh, chiến lược này cho biết là chiến dịch của ông Trump đã có sự thách thức của thống đốc Florida là Ron DeSantis và cựu đại sứ Hoa Kỳ Nikki Haley. Tuy nhiên hai người này cũng sẽ nằm trong nội cát của ông Trump một khi mà ông chiến thắng trở lại và chúng tôi sẽ chia sẻ tất cả công việc của chúng tôi cùng với lại những ứng cử viên và nhân viên của họ. Đó là lời phát biểu của Spencer Gresson, được xem là giám đốc điều hành liên hệ của cái uh, dự tính gọi là Presidential Transaction Project, à, đã nói với lại tờ Daily Signal, tức là đây là chủ tịch của một cái dự án chuyển giao quyền lực và trong đó đây là một một cái sự chuẩn bị mà trong đó họ nói rằng ngay từ ngày đầu tiên phải bỏ đúng người vào đúng vị trí để có thể làm việc hữu hiệu cho quốc gia và chặn đứng tất cả những chính sách cực tả tức là radical left đang thao túng trên chính trường của hoa kỳ đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và liên quan tới tình hình á châu ngày hôm nay bắc Hàn tuyên bố đã thành công bắn lên vệ tinh nhân tạo một cái bắn lên không gian vũ trụ một cái vệ tinh gián điệp của họ bản tin mới nhất cho biết bắc hằng tuyên bố là họ đã thành công đưa được một cái vệ tinh gián điệp của quân sự lên không gian vũ trụ vào ngày thứ ba trong đó dường như là chưa được xác nhận bởi các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ. Việc bắn này lần đầu tiên đã được báo cáo bởi phía Nam Hàn và phía Nhật Bản. Tuy nhiên, họ nói rằng vẫn chưa có nguồn tin độc lập để xác nhận và vẫn chưa rõ là chiếc vệ tinh này là nằm ở trên vẫn còn nằm ở trên cái hỏa tiễn hay đã được đưa vào không gian vũ trụ. Tuy nhiên, thì phía Bắc Hàn tuyên bố họ sẽ có thêm những cái vụ bắn như vậy trong tương lai. Tòa Bạch Ốc trong ngày thứ ba nó rằng việc bắn này sử dụng hỏa tiễn đạn đạo và kỹ thuật của nó đã vi phạm vào hàng loạt các cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Quốc và gia tăng sự căng thẳng, gây ra sự bất ổn và tình trạng an ninh ở khu vực. Ông Joe à, lên tiếng và nói rằng à, ông ta và Toán an ninh quốc gia đang làm việc với tình trạng và quan sát cẩn thận và phối hợp với các đồng minh và đối tác ở tại khu vực theo tường trình của một cái văn bản của Hội đồng An ninh Quốc gia đã đưa ra trong một bản statement và việc bắn hỏa tiễn này diễn ra vào tối ngày thứ ba theo giờ của địa phương trong đó nhật bản đã được báo trước và họ đã đưa ra một cái lời cảnh báo khẩn cấp cho tất cả các công dân của họ ở xung quanh khu vực quần đảo okinawa sẵn sàng là có những cái khả năng đe dọa từ phía của bắc Hàn. tuy nhiên thì sau đó lệnh báo động này đã được giải tỏa phía bắc Hàn đã bị cấm thực hiện các cái tiến trình đưa vệ tinh và theo cái nghị quyết của liên Hợp quốc và hội đồng bảo an liên Hợp quốc đưa ra và với cái mục tiêu để phát động một cái vệ tinh này sử dụng các cái kỹ thuật của hỏa tiễn đạn đạo đã vi phạm trầm trọng vào hàng loạt các cái nghị quyết của hội đồng bảo an liên quốc thủ tướng của nhật bản là ông fumio kishida đã nói với các thông tín viên vào ngày thứ ba đồng thời việc này sẽ ảnh hưởng rất nhiều cho vấn đề của an ninh quốc gia đây được xem là thông báo mới nhất của Bắc Hàn đã đưa ra và hiện nay thì phía Hoa Kỳ và phía của các đồng minh đang cẩn thận quan sát và chưa có một phản ứng rõ rệt. Trong khi đó Nga và Trung Quốc vẫn giữ im lặng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. <laughs> và cũng liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay Trung Quốc đã thúc đẩy lực lượng hải quân của họ xông vào khu vực màu xám à, sớm hoặc muộn mà thôi và điều này sẽ bắt đầu khởi động cho một cái cuộc xung đột tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương vào cuối tuần trước thì đã có một cái tiềm năng gây nguy hiểm khi mà Trung Quốc đã có hành động bức hại ở trên các khu vực ở phía cực đông và trong đó thì à, chiếc à, kinh hạm của úc là Anzac class của lực lượng hải quân hàng gia của úc đã thực hiện một cái tiến trình cho người nhái lặn xuống ở dưới nước sửa chữa chiếc khu trục hạm này và ngay lập tức họ đã bị uh, tiếp cận bởi một chiếc khu trục hạm của lực lượng hải quân trung quốc là PLA và trong đó thì chiếc tàu của úc có tên là smas Tuguba uh, sau đó đã kêu gọi cái chiếc tàu này là rời khỏi cái khu vực uh, gây nguy hiểm cho các người nhái của họ đang ở dưới để có thể uh, sửa chữa chiếc khu trục hạm tuy nhiên thì phía Trung Quốc đã bỏ mặt tất cả những chuyện này và cuối cùng thì họ phát hiện được là chiếc khu trục hạm của PLA là là cái khu trục hạm có gắn được cái hệ thống cảm nha cảm quan gọi là sona đây là hệ thống mà được xem là phát hiện và gây thương tích cho những gì ở ngầm dưới mặt nước và trong đó đã gây thương tích cho một số những người nhái của Úc và điều này cho thấy là Bắc Kinh đã bắt đầu có mặt ở các vùng Grey Zone màu xám bởi vì nơi xuất hiện này là nằm trên vùng biển của Nhật Bản không liên can gì tới Trung Quốc và cũng không có một yếu tố nào lệ thuộc vào Trung Quốc tuy nhiên Bắc Kinh vẫn bỏ mặt tất cả những chuyện này và vẫn đưa tàu chiến của họ vào khu vực được xem là gây nguy hiểm cho các binh sĩ và người nhái của Úc điều này cho thấy Bắc Kinh đã bắt đầu có chiến lược đưa tàu chiến của họ xuất hiện ở những vùng grey zone tức là những vùng màu xám không rõ ràng trong vấn đề chủ quyền để bắt đầu thao túng và thống trị trên mặt biển. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất từ phía tổ chức chiến lược à, TSIS của Hoa Kỳ và tổ chức này là một tổ chức chiến lược chuyên về tin tức của các khu vực ở Á Châu Thái Bình Dương. Trong đó họ nói rằng Trung Quốc đã cho khai triển rất nhiều những cái loại à, tàu chiến mà có trang bị hệ thống sonar một hệ thống có thể phát hiện được cả các cái tiềm thủy đỉnh hoặc là các người nhái hoặc là các cái thủy lôi ở dưới mặt biển và trong đó họ có thể phát ra những tín hiệu để phá đi tất cả những cái cái sự đe dọa này và đây là loại cảm quan khá nguy hiểm tức là sonar này khá nguy hiểm và giờ đây thì họ Trung Quốc dường như đã cho khai triển rất nhiều mạng lưới tàu này ở khắp khu vực Á Châu Thái Bình Dương đặc biệt là trong những vùng biển tranh chấp hoặc là trong những vùng biển còn có vùng màu xám chưa khẳng định là chủ quyền của quốc gia nào Thì thường xuyên có tàu chiến của Trung Quốc đã có mặt Đó là bản tin liên quan tới tình hình của à, Trung Quốc Và cái sự hung hăng của họ trên khu vực Á Châu Thái Bình Dương Và cuối cùng cũng liên quan tới Trung Quốc Tờ Politico cho biết là những người bị cưỡng bức lao động nghi Duy Ngô Nhĩ Đã phải đưa à, làm việc ở trong tất cả những cái à, công ty sản xuất về hải sản của Trung Quốc và điều này cho thấy rằng là Bắc Kinh vẫn chưa bao giờ từ bỏ việc cưỡng bức lao động. Có rất nhiều những khu vực đã cưỡng bức lao động ở toàn Trung Quốc, không phải riêng gì ở tại khu vực của Tân Cương và với khoảng 6.500 chiếc tàu, Trung Quốc ngày hôm nay được xem là một trong những cái đội ngũ đánh bắt cá lớn nhất thế giới và gần như là họ có một cái công nghiệp sản xuất về hải sản và khi mà các cái loại cá và hải sản được đưa vào đất liền thì lập tức đã được đưa tới một số công xưởng sản xuất về hải sản và những công xưởng này đa số đều sử dụng cái nguồn cưỡng bức lao động từ Trung Quốc và từ ở Tân Cương cũng như là từ ở những người Duyên Ngô Nhĩ và đặc biệt là kể cả những người Bắc Hàn những người đào tỉ Bắc Hàn và Bắc Hàn đã có hành động à gọi là cưỡng bức lao động đối với những người mà họ cho là phạm tội của họ và lực lượng ngư nghiệp của Trung Quốc được xem là đang tìm cách à, có một cái sự thống trị trên mặt biển và sau đó họ gom tất cả các loại hải sản lại và sản xuất và đưa tới cái khu vực các cái nhà máy sản xuất hải sản nằm ở tỉnh Hắc Long Giang nơi được xem là có rất nhiều những công xưởng hãn xuất hải sản tại đây và tại đây người ta vẫn bắt gặp được rất nhiều những gương mặt của người duy ngô nhĩ đã bị cưỡng bức làm việc trong đây cùng với những người bắt hàng đây được xem là bản báo cáo mới nhất của tờ Politico đưa ra cho thấy là tình trạng cưỡng bức lao động của Trung Quốc không phải chỉ đóng gói gọn ở Tân Cương mà họ đã bắt đầu chuyển tất cả những người này qua những cái nơi làm việc khác và nợ ở những nơi khác trên toàn lãnh thổ Trung Quốc, đặc biệt là các trong các công xưởng sản xuất về hải sản của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!